cái này rỡ. Xin chào tất cả các bạn. Này, tôi tên là Kazu. Hôm nay đi đến ở đây. Hôm nay tôi sẽ ăn bánh mì. Bánh mì là rất nổi tiếng ở Việt Nam, trên thế giới, nên rất thú vị, rất hồi hộp. Ghi, quay lại, bánh mì theo. Mấy ảo? Một cái. Cay không? Không cay. Không cay hả? Rất cay. Ok, mưa rồi. Cái này rỡ và thịt heo. Cây bao nhiêu tiền? Cây 15.000. Bây giờ Kazu nói chữ em mỗi ngày. Bánh mì của Kazu bảo trọng. Bánh mì. Cá dơm, bánh mì ngon không? Chắc chắn ngon. Chắc chắn ngon. Nghĩa nói người Việt Nam buổi sáng luôn luôn ăn bánh mì. Tôi tính toán ăn bánh mì buổi sáng nhà hàng cắt, giáo hàng cắt. Nhưng mà ở đây bánh mì này là ngon hơn các giáo hàng. Ăn đi. Tôi đã nói không thể, không thể ăn cay. Chết rồi. Khai. Chưa cãi. 100% là mùi sau. Tiêu Kazu ở đây. Mùi sau. Tôi rất thích bánh mì. Và ở đây bánh mì là rất ngon. Tiếp theo là rất khó, rất nhiều và rất ngon. Cũng vì hộp đi của tôi cực vừa khoái, rất giỏi. Tôi muốn được giới thiệu đến các bạn. Nên nếu mọi người biết
nhà hàng ngon, nhà hàng nổi tiếng thì giới thiệu cho tôi. Tạm biệt, bye bye.